Tại thành phố Đà Nẵng đến hôm nay, hơn 40.000 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp khu chế xuất đã trở lại làm việc đạt 98%. Năm nay hầu hết các doanh nghiệp tổ chức ra quân đầu năm ngay từ mùng 6 tháng Giêng. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, sau Tết tình trạng lao động nhảy việc, nghỉ việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ít biến động, đơn hàng cũng nhiều hơn. Đây là tín hiệu đáng mừng trong những ngày đầu năm mới. Đầu năm, một số doanh nghiệp tổ chức phát động thi đua, gặp gỡ người lao động Tới đây, các doanh nghiệp sẽ tổ chức các hội nghị để có những cam kết ngay từ đầu năm đối với người lao động.